Ở trái đất thay thế này, mọi người đều có được siêu năng lực khi bước sang tuổi 18, từ bay đến điều khiển các nguyên tố. Tuy nhiên Jen đã 25 tuổi mà vẫn chưa tìm được của mình, điều này khiến cô rất cay đắng. Trong một cuộc phỏng vấn xin việc, cô phát hiện ra quyền lực của ông chủ đang buộc mọi người phải nói sự thật, khiến cô nói ra nhiều điều đáng xấu hổ và bỏ lỡ cơ hội. Vào buổi tối, Jen hẹn hò với người bạn đời bình thường lúc. Ngay sau khi họ xong việc, lúc đợi Jen vào phòng tắm và bay ra ngoài cửa sổ. Jen cảm thấy không được đánh giá cao vì anh ấy luôn làm những việc tương tự. Ngày hôm sau, Kerry, bạn cùng phòng của Jen, đang làm việc tại văn phòng luật sư sức mạnh của cô cho phép cô để linh hồn của người chết chiếm lấy cơ thể mình trong vài phút vì vậy các luật sư đã sử dụng cô để giải quyết các vụ án thật không may điều này khiến khách hàng nổi giận với cô ấy vì đã cản đường vào buổi chiều jen về đến nhà và thấy một con mèo bị lạc ở cửa nên cô cho nó vào sau đó cô nhìn thấy cass bạn trai của kerry đang thử bộ đồ siêu anh hùng tự chế và chế giễu anh ta vì điều đó xấu hổ cass sử dụng sức mạnh của mình để đảo ngược thời gian và nhanh chóng đóng cửa lại để jen không nhìn thấy anh ngay sau đó Kerry cũng đến và vừa khóc vừa chia sẻ rằng cô ấy mệt mỏi như thế nào khi bị khách hàng coi thường mình nên Jen bảo cô ấy nghỉ việc, nhưng Kerry không thể vì cô ấy phải hỗ trợ Cass cho đến khi anh ấy tìm được việc làm. Sau đó, để làm dịu tâm trạng, Kerry chuyển kênh cho Hitler để họ có thể chế nhạo ông ta. Sau đó Kerry hẹn hò với Gordon, người từ chối bắt tay cô mà không đeo găng tay vì anh ta có thể khiến mọi người lên đỉnh ngay lập tức chỉ bằng một cú chạm. Sau một bữa tối vui vẻ cùng nhau, họ đến chỗ của Jen nhưng Gordon từ chối sử dụng sức mạnh của mình, muốn chứng minh rằng mình có thể tốt cho phụ nữ một cách tự nhiên anh ấy hôn cô ấy bằng nhựa giữa mặt họ và làm cho nghịch ngợm khi đeo găng tay nhưng anh ấy làm điều đó quá tệ nên Jen phải giả vờ. Sau đó Gordon đi ngủ sau khi đặt một tấm chắn bằng gối giữa anh và Jen để tránh chạm vào cô trong giấc ngủ. Trong khi đó Cass và Perry đang đi ra ngoài đường thì đột nhiên một người đàn ông vô hình giật lấy điện thoại của Kerry và yêu cầu lấy ví của cô. Thay vì đào ngược thời gian, Cass ném ví của mình vào người anh ta và tóm lấy Kerry bỏ chạy. Sau đó, Cass thừa nhận rằng việc chống lại tên cướp cảm thấy rất vui nên anh muốn trở thành một siêu anh hùng thực sự. Sáng hôm sau Jen thức dậy và quyết định thử chạm vào Gordon, nhưng cô chết lặng khi nhìn thấy con mèo nhảy lên giường. Con mèo cuối cùng chạm vào Gordon trước và đánh thức anh ta bằng cách hét lên niềm đam mê của anh ta. Chán hết, Gordon bỏ đi và nói với Jen rằng họ không hợp nhau. Sau bữa sáng, bộ bà quyết định giữ lại con mèo và đặt tên nó là Gizelot vì những gì nó đã làm trên giường. Vào buổi tối, Jen bắt taxi đến bữa tiệc sinh nhật của người chị cùng cha khác mẹ. Người lái xe có quyền biết khi nào ai đó sẽ chết nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết cho cô ấy, chỉ nói rằng cô ấy phải để phòng ứng. Trong chuyến đi, cô nhận được cuộc gọi từ cha mình, người nhắc nhở cô phải là một người chị tốt trong nhà, gen gặp mẹ cô là Mary, người có khả năng điều khiển công nghệ nhưng cô không thể kiểm soát nó và cộng sự của cô là Ian, người có thể cảm nhận được cảm xúc. Em gái cùng cha khác mẹ của gen, Andy, tối nay sẽ tròn 18 tuổi và gen đã gây ra một cuộc tranh cãi khi chỉ ra rằng cô ấy có thể không có bất kỳ sức mạnh nào, vì vậy Ian phải sử dụng khả năng của mình để xoa dịu tình hình. Cuối cùng, khi Andy tuổi nến, cô ấy đợi sức mạnh của mình xuất hiện, nhưng không có gì xảy ra. gen tự mãn tận hưởng khoảnh khắc này, tuy nhiên khi Andy mở tủ lạnh, cô ấy đã xe nát cánh cửa. qua phân khích, Andy bắt đầu thể hiện siêu sức mạnh mới của mình, vì vậy Gen cay đắng bỏ đi khi đang uống rượu. Đúng lúc đó Gen quyết định đến thăm lúc, người đã phớt lờ tin nhắn của cô. Cô thấy anh ta đang ăn tối với một người phụ nữ khác, người có khả năng thay đổi hình dạng nhưng cô ấy hầu như không sử dụng nó, ngụ ý rằng cô ấy xinh đẹp tự nhiên, điều này khiến Gen khó chịu. Sau đó, lúc đưa cô gái đi máy bay nên Gen buộc anh phải làm điều tương tự với cô ấy. Chuyến đi ngắn ngủi và lúc bỏ Gen trên đường, nói rằng chuyện của họ đã kết thúc vì Gen không thể yêu ai nếu cô ấy không yêu chính mình. Trên đường về nhà, Gen gọi điện cho bố để nghe vài lời an ủi. Tuy nhiên, khi cô đến nơi, người ta tiết lộ rằng cha cô đã chết và Kerry đã triệu hồi hồn ma của ông khi Jen cần sự hỗ trợ. Ngày hôm sau, Jen và Kerry đến phòng khám Discovery để tìm hiểu về các phương pháp điều trị có thể giúp cô đánh thức sức mạnh của mình. Tuy nhiên, tất cả đều cực kỳ đắt đỏ và cô ấy không đủ khả năng chi trả. Đêm đó khi Jen đang ngủ, Zizelot đột nhiên biến thành người, nhanh chóng trở lại thành mèo trước khi Jen có thể nhìn thấy anh ta. Ý tưởng tiếp theo của Jen là giải phóng sức mạnh của mình thông qua căng thẳng, vì vậy cô đến một nhà hàng cùng bạn bè để ăn món cay nhất trong thực đơn thật không may, cô ấy không thể xử lý được và chạy đến cửa hàng để uống cả chai sữa. Điều này đã bị lúc và camera an ninh nhìn thấy khiến khoảnh khắc này càng thêm xấu hổ. Ngày hôm sau, Kerry đưa Jen đến nha sĩ để thử lại căng thẳng. Jen cố gắng trốn thoát, nhưng Kerry kéo cô vào trong và họ bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc đáng ngại. Sức mạnh của nha sĩ là khiến mọi người tạo ra nhạc nền của riêng họ và khi cô ấy thể hiện mình dịu dàng đến mức nào, âm nhạc của Jen chuyển từ đáng lo ngại sang thư giãn. Thật không may, nha sĩ thông báo răng của Jen cần chám răng và âm nhạc của cô lại trở nên đáng sợ. Để giúp cô bình tĩnh lại, nha sĩ cho cô một ít thuốc trong khi đó Cass liên hệ với một công ty để đăng quảng cáo về các siêu anh hùng. Trong căn phòng khác, Zizelot lại biến thành đàn ông, nhưng anh ấy gặp khó khăn khi đi lại như một con người. Anh ta cào cửa để thu hút sự chú ý của Cass, nhưng khi Cass đến kiểm tra anh ta, Zizelot lại là một con mèo. Quay lại với Zen, cô ấy kết thúc cuộc hẹn của mình trong trạng thái rất choáng váng. Kerry đưa cô ra ngoài và họ bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ tiên đến ton lấy Zen và đẩy cô vào cốp xe. Đây là Cass, người đã thực hiện kế hoạch bắt cóc giả này với Kerry để gây thêm căng thẳng cặp đôi quyết định dừng lại ăn trưa và để Jen đau khổ một chút, nhưng Jen quá choáng váng đến mức để lại một thư thoại cho lúc nói rằng cô yêu anh ấy đến nhường nào. Cass và Kerry bị phân tâm đến mức không nhận ra chiếc xe đang được kéo đi cho đến khi quá muộn. Kerry gọi điện cho Jen để hỏi vị trí đã ghim của cô ấy và khi cặp đôi lao đến bãi đậu xe, Cass thừa nhận chiếc xe này thuộc về mẹ anh ấy và anh ấy không có bằng lái nên không thể lấy nó một cách hợp pháp. Cuối cùng, họ lẻn vào khu tạm giữ chỉ để nhận ra rằng họ không có chìa khóa xe và tệ hơn nữa là thuốc hết tác dụng nên Jen bắt đầu hoảng sợ họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho Andy, người tự mãn yêu cầu Jen phải yêu cầu một cách tử tế. Jen giả vờ tử tế và Andy tiến hành xé toạc môi xe một cách dễ dàng. Sau đó Jen cố gắng đánh cô ấy nên Carrie phải tách hai chị em ra. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng còi ô tô và các cô gái kinh hoàng khi thấy Mary và Ian đến đón họ. Trong khi Mary mắng con gái, Jen nhớ rằng cô đã để lại một tin nhắn thoại cho lúc và yêu cầu mẹ xóa nó. Mary cố gắng nhưng cô ấy vẫn không thể kiểm soát được sức mạnh của mình và cuối cùng phải phát tin nhắn qua loa trên ô tô. Andy gợi ý Jen nên gửi thư rác cho lúc để đánh lạc hướng anh ấy khỏi thư thoại. Khi Jen về đến nhà, cô ấy bắt đầu chụp những bức ảnh nghịch ngợp để gửi cho lúc. Đột nhiên cô nhìn thấy Zizelot biến thành đàn ông và cô hoảng sợ chạy ra khỏi phòng. Tuy nhiên, cô cũng tự hỏi liệu mình có khả năng biến đổi động vật hay không bằng cách cho chúng xem ngực của mình. Bạn bè của cô ấy tham gia cùng cô ấy và anh chàng giải thích rằng anh ấy là một người biến hình bị mắc kẹt trong hình dạng con mèo của mình. Sau đó, anh ôm Cass, vui mừng vì con người có thể nhìn thấy lại khuôn mặt thật của anh đồng thời tiết lộ rằng anh mắc chứng mất trí nhớ. Bộ ba tiếp tục gọi anh ta là Gisselot và hỏi một vài câu hỏi, nghe một số điều anh ta nhớ được và kết luận rằng anh ta đã là một con mèo trong khoảng 3 năm gen quyết định họ phải giữ anh ta cho đến khi anh ta phục hồi trí nhớ đúng lúc đó gen nhận được tin nhắn từ lúc người đã xem ảnh nhưng cũng nghe thấy thuyết thoại nên cho rằng gen thật kỳ lạ tối hôm đó gen đi dạo và nhìn thấy một con chó nên cô ấy khoe ngực để kiểm tra lý thuyết của mình con chó vẫn như cũ và cuối cùng chủ nhân của nó cũng nhìn thấy cô ấy sáng hôm sau những người bạn biết rằng jeezer đã quên cách sử dụng nhiều đồ vật cơ bản trong nhà vì vậy anh ấy sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ tại nơi làm việc perry truyền tài tâm hồn của một ca sĩ nổi tiếng người đã từ chối hợp đồng đưa âm nhạc của cô vào thang máy trên tàu du lịch và thay vào đó yêu cầu quay trở lại ngành công nghiệp này. Sau cuộc họp, người quản lý đưa ra lời đề nghị với Kerry, cô ấy có thể làm việc với họ bằng cách thu hút những người nổi tiếng đã chết để khiến họ hát lại. Kerry vui vẻ chấp nhận. Khi đến phòng thu âm, cô ấy gọi cho Jen và yêu cầu cô ấy đến để hỗ trợ tinh thần, hứa sẽ trả tiền cho cô ấy. Điều này mang lại cho Jen một ý tưởng và cô ấy xuất hiện tại trường quay già làm quản lý của Kerry. Điều này cho phép cô ấy có được cho Kerry một thỏa thuận béo bở. Khi đến lúc thu âm, Kerry chuyển kinh cho ca sĩ mà họ muốn nhưng rồi phát hiện ra rằng anh ấy rất khó làm việc cùng và rất coi thường phụ nữ còn ma thậm chí còn yêu cầu gen giúp anh ta nhớ lời bài hát của mình và sau khi anh ta biến mất kerry chỉ tìm kiếm các bài hát của anh ta để biết rằng tất cả chúng đều phân biệt chủng tộc và kỳ thi phụ nữ kerry không thoải mái và muốn nghỉ việc nhưng gen thuyết phục cô ở lại vì tiền hy vọng trí nhớ tồi tệ của hồn ma sẽ không được chú ý kerry thay đổi bài hát một chút để chúng bớt phản cảm hơn nhưng đáng buồn là nữ ca sĩ lại ghét thông điệp hay ho và tạo ra một cảnh quay lớn kerry và gen đều bị sa thải ngay lập tức trở lại nhà cast phỏng vấn một loạt ứng viên cho đội siêu anh hùng của mình. Sếp có thể triệu hồi các sinh vật biển nhưng không thể điều khiển chúng và anh ấy khiến một con cá bay qua cửa sổ. Vì gia đình anh ấy giàu có nên Cass vẫn tiền anh ấy. AD có thể di chuyển xuyên qua các vật thể rắn nhưng cuối cùng lại bị kẹt tay vào tường, nhưng anh ấy cũng được tuyển dụng. Một người phụ nữ có sức mạnh nam châm nhưng cuối cùng lại thu hút mọi đồ vật trong nhà vì sự thiếu kiểm soát của cô ấy. Vì vậy Cass đã từ chối cô ấy cùng với anh chàng có thể biến đổi bất cứ thứ gì trong bản PDF và người có tia laser trong mắt không làm được gì. Đoàn có thể sử dụng phần sau của mình để in các vật thể 3D, điều mà anh ấy thể hiện bằng cách tạo ra một bức tượng nhỏ, cuối cùng Gregor cũng có tốc độ siêu tốc, chứng minh điều đó bằng cách mang một tấm biêu thiếp từ bảo tàng Anh chỉ trong một giây. Sau đó Cass đang chuẩn bị cho cuộc gặp chính thức đầu tiên thì Gizelot bất ngờ mang đến cho anh một con chim bồ câu đã chết. Không muốn anh ta làm mình xấu hổ trước mặt những người khác, Cass cử Gizelot đi bán hàng tạp hóa. Tại cửa hàng, Gizelot choáng ngợp trước mọi thứ, nhìn thấy những sản phẩm dành cho nữ khiến anh ngất xỉu. Người bán hàng ngay lập tức giúp anh ta và đưa cho anh ta một cuốn sách về giải phẫu phụ nữ để hiểu rõ hơn về sản phẩm. Quay lại với Cass, anh ấy đang gặp gỡ những người bạn siêu anh hùng mới của mình và nhận thấy Gregor đang đảm nhận việc viết liên bằng Gregor cũng có rất nhiều điều để nói và Cass có cảm giác như đang cố cướp quyền lãnh đạo của anh ấy. Sau khi Randall đánh dấu vào lưng anh ấy, họ thảo luận về cách họ sẽ hành động nếu cứu một phụ nữ và Gregor nói rằng anh ấy nên là người lãnh đạo vì anh ấy tôn trọng tất cả phụ nữ trong khi Cass khẳng định anh ấy là lựa chọn tốt hơn vì anh ấy là chuyên gia về giải phẫu phụ nữ. Xe vẽ vùng kín của một người phụ nữ lên bảng và yêu cầu Cass tìm vị trí hạnh phúc mà Cass không biết. May mắn thay, Gisela quay lại và giúp đỡ anh ta nên Cass vẫn giữ vai trò lãnh đạo. Khi Kerry và Jen về đến nhà, họ nghe thấy một số tiếng động kỳ lạ và thấy Cass và Gizelot đang chơi một trò chơi mà họ xây dựng bằng các sản phẩm dành cho phụ nữ nên tất cả đều chơi cùng nhau. Một thời gian sau, người phụ nữ nam châm quay lại vì quên ô và đột nhiên dính vào Gizelot, nghĩa là anh ta đã bị gắn vi mạch. Cả nhóm quyết định đưa Gizelot đến gặp bác sĩ Dolito, một bác sĩ thú y có khả năng giao tiếp với động vật. Mức độ căng thẳng của anh ấy khá cao vì anh ấy liên tục nghe thấy tiếng khóc của họ nên anh ấy sử dụng tai nghe để im lặng. Khi Zen mang Gizelot đến, Dolito ngay lập tức tìm thấy con vi mạch và đưa cho họ địa chỉ của người chủ cũ. Sau đó, Cass và Kerry đang bắt tay vào công việc thì bất ngờ Cass nhận được tin nhắn từ nhóm mới của anh ấy về một nhiệm vụ. Anh ấy nói với Kerry rằng họ có thể kết thúc việc này vào lúc khác và Kerry cảm thấy bị tổn thương. Vì vậy Cass đã tua lại thời gian để nói điều gì đó tử tế hơn, nhưng anh ấy vẫn rời đi. Để đánh lạc hướng bản thân, Kerry đến phòng Jen để bắt đầu dọn dẹp và sự thất vọng của cô khiến Jen nhận ra rằng Cass đã không làm Kerry hài lòng trong một thời gian. Đúng lúc đó Jen phát hiện ra lúc để lại một chiếc tất và gửi cho anh một bức ảnh về nó. Cô cũng tìm thấy chiếc găng tay của Gordon. Zen chỉ ra rằng Kerry nên đến gặp Gordon và yêu cầu anh ta sử dụng sức mạnh của mình nhưng Kerry từ chối gian lận. Sau đó, Zen và Gizelot cuối cùng cũng truy cập được địa chỉ từ vi mạch và biết rằng chủ sở hữu đã chết. Vào lúc đó, họ nghe thấy tiếng sủa của Tito the Pomeranian và Gizelot mô tả anh ta là ác quỷ, khiến họ nhận ra rằng anh ta đã gặp anh ta trước đây. Bộ đôi quyết định cướp Tito từ chủ của nó và đưa nó đến gặp Dolito, người đã dịch thông điệp của con chó. Tito ghét Gizelot và sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào cho đến khi họ cho anh ta một ngày trong mơ. Dolito cũng cần được nghỉ ngơi nên anh ấy tham gia cùng họ cả nhóm kết thúc tại một câu lạc bộ, nơi Tito thích nhận được nhiều sự chú ý từ phụ nữ xinh đẹp. Những người khác uống rất nhiều và thậm chí uống một ít rượu. Khi Jen và Gizelot nhận được một điều này riêng từ một người phụ nữ tự sao chép chính mình, họ cảm thấy quá khó chịu và nắm tay nhau để hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng bao lâu Dolito say đến mức bắt đầu quấy rối các vụ công và những người bảo vệ đuổi cả nhóm ra ngoài. Rất may, Tito rất vui vẻ và chia sẻ rằng anh từng tình cờ gặp Gizelot trong một con hẻm phía sau một quán rượu nổi tiếng. Sau đó, anh ấy yêu cầu họ thái anh ấy đi để cuối cùng anh ấy có thể được tự do, nhưng ngay khi bước được vài bước, anh ấy đã bị một chiếc ô tô đâm sau đó Jen và Gizelot đi vào con hẻm để tìm manh mối và Gizelot đã gây sốc cho chính mình khi kể lại thực đơn của quán rượu. Jen nghĩ họ nên vào trong và tìm bà chủ nhà, nhưng Gizelot hoảng sợ và bỏ chạy. Trong khi đó, đội siêu anh hùng của các cố gắng giúp đỡ một người trên đường phố, nhưng thay vào đó họ lại khiến cô sợ hãi và vô tình kích phá sức mạnh gu của cô, điều này khiến cô nổi giận với họ. Đúng lúc đó, một người đàn ông nhờ giúp đỡ vì anh ta bị nhốt bên ngoài căn hộ của mình nên họ chọn AD cho nhiệm vụ. Anh ta phải cởi bỏ quần áo để sử dụng sức mạnh của mình, và khi anh ta bắt đầu đi xuyên qua bức tường, cuối cùng anh ta bị mắc kẹt với phần sau của mình. Gregor quyết định để cắt lại với AD và đưa những người khác đến một quán bar. Một lúc sau cắt nhận được cuộc gọi từ Gregor yêu cầu anh giúp đỡ. Cass vội đi tìm đồng đội, để lại AD một mình. Cả nhóm hiện đang chiến đấu cam go bên ngoài quán bar và Gregor muốn Cass quay ngược thời gian để tránh điều đó, nhưng Cass chỉ có thể quay lại trong 10 giây và dù có cố gắng bao nhiêu lần cũng không đủ. Đột nhiên một tên côn đồ đuổi theo Cass, người này giả vờ như không biết những người khác và bỏ chạy. Ở nhà, Gary cuối cùng cũng cảm thấy không hài lòng và đến gặp Gordon với lý do trả lại chiếc găng tay cho anh ta cô bắt đầu khóc và cầu xin sự giúp đỡ của anh, nhưng khi Gordon đưa tay ra, Kerry thừa nhận cô không thể làm điều này. Để xin lỗi, cô gọi Gordon là anh hùng vì đã giúp đỡ cô, điều này khiến Gordon có tâm trạng tốt hơn nhiều và anh bắt đầu giúp đỡ những phụ nữ khác kể từ đó. Trong khi Kerry đoàn tụ với Cass, Jen tìm thấy Gizelot bên ngoài căn hộ của họ và nói với anh ta rằng quán rượu là một ngõ cụt. Họ gắn bó với nhau vì nỗi sợ hãi khi khám phá ra mình thực sự là ai và khi họ chuẩn bị đến gần hơn thì họ bị gián đoạn bởi một tin nhắn từ lúc yêu cầu lấy chiếc tất của anh ấy. Ngày hôm sau, AD vẫn bị dán lên tường cho mọi người xem. Trong lúc đó, Jen và Kerry đến trường trung học cũ của họ để dự lễ tốt nghiệp của Andy, và Kerry không thể ngừng tưởng tượng sẽ như thế nào nếu có một buổi lễ tốt nghiệp hoàn hảo. Khi mẹ của một học sinh khác tiếp cận gia đình, Mary giả vờ rằng Jen có thể đọc được suy nghĩ, nhưng lời nói dối phản tác dụng khi Jen cười khi người phụ nữ cố gắng ngoại cảm để nói với cô rằng một giáo viên đã chết. Đúng lúc đó Ian cảm nhận được có người ở gần đang đau khổ nên anh đã bịt mắt mình lại để tăng cường sức mạnh và tìm ra người đó. Bực bội, Jen kéo Kerry vào tù để uống số rượu mà họ đã giấu ở đó nhiều năm trước. Đột nhiên họ hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói của Rebecca, cô gái từng quấy rối họ ở trường trung học. Tuy nhiên bây giờ cô ấy rất tốt và thậm chí còn làm giáo viên. Rebecca giải thích rằng cô có khả năng xem lại ký ức, điều này khiến cô nhận ra mình đã từng khủng khiếp như thế nào và khiến cô trở thành một người tốt hơn. Jen không tin và đòi tiền như một lời xin lỗi. Sau khi Rebecca trả tiền, cô nhận thấy Kerry đang rất căng thẳng và đưa cô đến phòng nhân viên để uống trà. Bây giờ họ ở một mình, Rebecca có thể chỉ ra rằng Jen là một người bạn tồi tệ đối với Kerry và chứng minh điều đó bằng cách cho cô ấy xem một số kỷ niệm thời học sinh. Vào ngày Kerry được cho là sẽ nhận giải thưởng, Jen đã bắt cô ở lại bên cạnh để hỗ trợ tinh thần trong khi cô đi thử thai sau ngày tốt nghiệp, Jen không muốn mẹ biết mình đã bỏ học và mượn váy tốt nghiệp của Kerry nhưng không trả kịp nên bức ảnh của Kerry đã bị hủy hoại. Rebecca nói với Kerry rằng cô ấy cần phải đứng lên bảo vệ chính mình trong khi đó Jen trốn trong phòng tắm uống rượu và tình cờ nghe được Andy nói chuyện với bạn gái hóa ra Andy đã nói dối về việc vào nhạc viện và cô ấy không hẹn hò với bạn gái của mình nữa cả hai đều là hậu quả của siêu sức mạnh của cô ấy ngay khi người yêu cũ rời đi, Jen đối mặt với Andy người đồng ý làm bất cứ điều gì nếu Gen giữ bí mật. Hai chị em quay lại bữa tiệc và Gen ép Andy thực hiện điều này gia đình, điều này khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người. Tiếp theo, Gen đọc cho Andy một bài phát biểu đáng xấu hổ. Khi Andy nhận giải thưởng, cô đọc được những dòng chữ khủng khiếp và vô cùng tức giận nên quyết định chế nhạo lại em gái mình, khiến Gen tiết lộ bí mật của mình. Andy đau khổ bỏ chạy trong nước mắt và Ian nhận ra rằng người đau khổ mà anh đang cảm nhận được chính là con gái ruột của anh. Sau đó, đến lúc Kerry phát biểu, nhưng cô ấy hầu như không thể nói được vì gia đình Jen đang tranh cãi ở phòng bên cạnh và có thể nghe thấy điều đó từ khán phòng. Carrie nhận ra Rebecca đã đúng về Jen và bỏ đi trốn trong phòng tắm. Đúng lúc đó Jen bước vào và bắt đầu ca ngợi về cuộc sống của cô ấy, khiến Carrie cuối cùng phải cáu kỉnh và chỉ trích cô ấy vì sự ích kỷ của mình, chỉ ra rằng không có quyền lực không phải là cái cớ để trở thành người xấu. Một cuộc tranh cãi xảy ra và Kerry bỏ chạy, để lại Jen khóc một mình. Tại căn hộ, Gigerot tìm thấy Cass đang chán nản trong bồn tắm, cảm thấy tội lỗi vì cách người ta hành động đêm qua. Dì chảy tóc cho anh ấy và cho anh ấy xem video quay cảnh những chú chim cánh cụt ngã xuống để cổ vũ anh ấy. Nhưng khi diệt trong web video, họ phát hiện ra đoạn ghi âm Cass chạy khỏi trận chiến đã được lan truyền rộng rãi. Tâm trạng của Cass ngay lập tức quay trở lại. Trong những ngày tiếp theo, Jen và Kerry không nói chuyện với nhau nên Dì phải đóng vai trò là người trung gian cho họ. Một buổi sáng, Jen tìm thấy những chấm đỏ trên hầu hết đồ vật trong căn hộ và biết rằng Kerry đã dán nhãn đồ đạc của cô để cấm Jen sử dụng chúng. Vì hiếm khi mua bất cứ thứ gì cho nhà nên Jen chỉ có thể ăn một củ hành tím vào bữa sáng. Sau đó, Jen đến phòng khám Discovery, quyết tâm thực hiện những xét nghiệm đó. Trong khi điền giấy tờ, cô gặp Hana, một cô gái khác ở độ tuổi đôi mươi không có năng lực. Các cô gái đến một quán bar và gắn kết với những trải nghiệm bất lực của họ. Sau đó, họ nhìn thấy một người phụ nữ có thể thay đổi màu tóc của mình và họ cay đắng đến mức vào phòng tắm và cắt tóc đuôi ngựa của cô ấy như một trò đùa vì sức mạnh của cô ấy có thể khiến tóc mọc lại. Tuy nhiên, họ sớm phát hiện ra mình đã cắt nhầm tóc cho người phụ nữ nên phải bỏ chạy. Tại căn hộ, Kerry tìm thấy đoạn video đang xấu hổ của Cass và bảo anh hãy xin lỗi bạn bè để bắt đầu lại. Cass thích ý tưởng này và rời đi để tìm kiếm đồng đội của mình. Vì vậy, Zizol tận dụng cơ hội để hỏi Kerry tại sao cô và Jen lại đánh nhau. Trong khi Kerry nói về Jen, cô tìm thấy bộ sưu tập câu đố của họ và nghĩ về những khoảng thời gian vui chơi vui vẻ của họ, than thở vì đã không hoàn thành chúng cùng nhau. Khi Jen quay lại, cô ấy nói rằng cô ấy đã có một người bạn thân mới và tuyên bố rằng bộ sưu tập phép hình là của cô ấy. Vì vậy, Kerry trả đũa bằng cách từ chối triệu tập bố của Jen nữa. Trong khi đó, Cast đến thăm xếp, người sẽ đến Florida để quên đi những gì đã xảy ra. Cass xin lỗi và tặng anh ấy một ít sô cô la, khiến sếp khóc và ôm anh ấy khi anh ấy yêu cầu được đi cùng. Sau đó, Cass và sếp đến thăm Ad, người chấp nhận lời xin lỗi của Cass và đồng ý rằng họ nên đưa cả nhóm trở lại với nhau. Tiếp theo, họ đến thăm Gregor và Cass cố gắng xin lỗi nhưng phát hiện ra Gregor và Randall đã thành lập đội của riêng họ với những người khác bị từ chối. Gregor bắt đầu chế nhạo những người đồng đội trước đây của mình và Cass giận dữ thách đấu anh ta, vì Gregor có siêu tốc độ nên Cass thua khá nhanh nên cuối cùng anh quyết định tua ngược thời gian và đấm Gregor ngay khi anh vừa mở cửa. Sau đó, anh ấy mời Randall tham gia cùng họ sau đó Jen gặp Hana và bị sốc khi biết cô ấy sẽ không đến phòng khám nữa. Các cô gái quyết định dành cả ngày để vui chơi cùng nhau và thảo luận vĩ ý tưởng thành lập một nhóm dành cho những người không có năng lực trong khi bắn phi tiêu đồ chơi vào người đang bay. Đúng lúc đó lốc bay ngang qua và Jen giấu khẩu súng đồ chơi, điều này khiến Hana khó chịu. Để bù đắp cho cô ấy, Jen đồng ý lên vào phòng khám để dọn dẹp văn phòng, thậm chí còn ngồi thư giãn trên bàn làm việc. Đột nhiên Hana biến mất và phát hiện ra mình có năng lực dịch chuyển tức thời, và khi Jen ghen tỉ, Hana hứa sẽ không có gì thay đổi giữa họ. Tuy nhiên khi một người bảo vệ tìm thấy họ, hannah ngay lập tức biến mất sau đó tại căn hộ jen kiểm tra mạng xã hội và rất buồn khi phát hiện ra Hana đang đi chơi với lúc jeezer nói với cô ấy rằng kerry muốn cùng nhau hoàn thành câu đố chỉ ra rằng họ nên làm lành jen đến gặp kerry và họ bắt đầu giải câu đố bắt đầu với tâm trạng khó xử nhưng dần dần hàn gắn tình bạn của họ ngày hôm sau kerry đưa jen đến phòng khám để cô hoàn thành thủ tục giấy tờ cố gắng bất ích kỳ hơn jen hỏi kerry về những vấn đề của cô ấy và kerry thú nhận rằng vì Cass đã có lại đội của mình nên mối quan hệ của họ đang gặp khó khăn sau đó Jen cố gắng ban chứng của mình để lấy tiền chữa trị, nhưng không ai muốn mua chúng. Việc xem Zizelot khiến cô nảy ra một ý tưởng, anh ta nên tham gia một buổi biểu diễn dành cho mèo và giành chiến thắng nhờ trí thông minh con người của mình. Tuy nhiên, Zizelot từ chối biến hình vì không muốn bị mắc kẹt lần nữa. Trong khi đó, Kerry quay trở lại công việc của mình tại công ty và theo dõi chắc hai, người không mừng tán tỉnh cô. Perry rất hãnh diện và bị mê hoặc đến nỗi sau đó ở nhà, cô lại gọi anh và họ dành cả buổi chiều để trò chuyện. Cô dùng gương để cho chắc xem cô trông như thế nào và anh càng tâng bốc cô hơn. Sau đó, cô cố gắng hẹn hò cả ngày với Cass, nhưng anh có một nhiệm vụ và hứa sẽ gặp cô sau. Thất vọng, Kerry quyết định đưa hồn ma của Jack đến bảo tàng, nơi anh nhìn thấy những bức tranh họ đã vẽ về anh. Jack bắt đầu tán tỉnh cô và Kerry gần như hôn bức chân dung của anh, nhưng một người bảo vệ đã ngăn cô lại đúng lúc. Kerry về nhà và nghe thấy tim hét của Jen khi cô phát hiện ra Zizelot đã ăn thức ăn cho mèo để biến hình lần nữa. Anh ấy còn để lại một đoạn ghi âm đồng ý được đưa đến buổi biểu diễn mèo. Khi họ cố gắng đăng ký, Jen sử dụng tên con mèo trong con chip và mọi người đều rất phấn khích vì con mèo này luôn đạt điểm cao trong cuộc thi này. Jen tìm kiếm các video chương trình cũ và phát hiện ra phần tài năng của Zizelot từng là khiêu vũ. Cô ấy cố gắng bắt anh ấy thực hiện các động tác ngay bây giờ để luyện tập, nhưng Zizelot không hiểu cô ấy và cô ấy đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tuy nhiên, cô lại nghe tin nhắn ủng hộ của Zizelot và quyết định làm cho anh ta tự hào, vì vậy cô đã lên kế hoạch. Khi đến giờ biểu diễn, Jen cố gắng bắt con mèo nhảy qua vòng nhưng nó không vâng lời. Sau đó cô ấy bắt đầu khiêu vũ và Zizelot trở thành con người để tham gia cùng cô ấy. Họ cùng nhau nhảy một điệu nhảy tuyệt vời và vui vẻ, nhưng ban giám khảo không chấp thuận và họ phải rời đi. Trên đường đi ra ngoài, Zizelot cố gắng xin lỗi nhưng thay vào đó xe lại hôn anh ấy. Trong một tòa nhà bỏ hoang, nhóm của Cass đang tìm kiếm một số đại lý và phát hiện ra đội của Gregor cũng ở đó. Một cuộc tranh cãi xảy ra cho đến khi họ nghe thấy tiếng bước chân nên mọi người vội vàng trốn vào tù. Nhiều giờ trôi qua và các đội sẽ không ra sân vì Cass không muốn chia sẻ vinh quang, vì vậy những người khác chế nhạo anh ấy vì đã chọn cái tôi của riêng mình thay vì đi hẹn hò. Tại căn hộ, Kerry đang ăn tối với chắc Hai và có khoảng thời gian vui vẻ. Khi mọi thứ sắp trở nên tồi tệ, Cass xuất hiện và thông báo rằng anh sẽ từ bỏ công việc kinh doanh siêu anh hùng, điều này khiến Kerry rất vui. Tuy nhiên, khi cắt trò lại pizza và YouTube, cô ấy bắt đầu tự hỏi liệu chúng có thực sự hợp nhau hay không. Ngày hôm sau, báo chí tiết lộ cả hai đội siêu anh hùng đã hợp tác cùng nhau để đánh bại những kẻ buôn bán. gen tỉnh dậy và phát hiện ra Gizelot đang sơn tường phòng ngủ, cho rằng giờ họ là một cặp sẽ sống cùng nhau. Sau khi giải thích với anh ấy rằng mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh, Jen và Kerry đã trò chuyện. Jen được nói chuyện với bố một lần nữa, sau đó cô khuyên Kerry nên thành thật với Cass. Kerry cố gắng chia tay với anh ta, nhưng anh ta thông báo rằng anh ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cho cô ấy nên cô ấy để dành nó cho lần sau. Vào buổi tối, Kerry thực sự xúc động khi thấy Cass đã chuẩn bị mọi đồ trang trí để chúc mừng bạn gái yêu dấu của mình, nhưng Jen nhắc cô hãy đứng lên vì chính mình. Sau đó Jen bị sốc khi phát hiện ra Mary đang ở đó chỉ trích mọi khía cạnh của căn phòng và ngoại hình của Jen, chán nản. Cô ấy cử cô ấy đến nói chuyện với một vị khách khác, người hóa ra là Gordon trông màu hơn và tự tin hơn. Mary hòa nhập và kết thúc cuộc trò chuyện với Gizelot, người nói với cô rằng Jen không đủ khả năng chi trả cho phòng khám. Mary bị thầm thương không thể tin được con gái mình lại không chia sẻ điều đó với gia đình. Trong khi đó, Kerry cuối cùng cũng nói với Cass rằng cô ấy cảm thấy mình là mẹ của anh ấy hơn là bạn gái của anh ấy. Cass muốn biết cách khắc phục nên Kerry bảo anh hãy kiếm việc làm. Sau đó, anh ấy tu ngược thời gian và trước khi cô ấy có thể nói chuyện với anh ấy, anh ấy giả vờ như đang nói chuyện điện thoại để sắp xếp một cuộc phỏng vấn gây ấn tượng với cô ấy. Tuy nhiên, ngay khi cô ấy khuất bóng, Cass đã trốn trong phòng tắm cùng Randall để hoảng sợ vì anh ấy đang trốn tránh cuộc nói chuyện chia tay. Hóa ra Cass đã tức suốt 28 giờ và quay ngược thời gian mỗi khi Kerry cố gắng chia tay anh ta. Randall đưa cho anh ta một cốc nước tăng lực để duy trì sức lực. Sau đó bộ đôi đi mua rất nhiều lon. Jen quan sát họ từ xa cho đến khi cô tình cờ gặp lúc người đang lo lắng vì cô đã phất lờ tin nhắn của anh. Đột nhiên Gizelot ngắt lời họ và tự giới thiệu mình là bạn trai của Jen, vì vậy cô ấy kêu anh ấy đi để mắng anh ấy vì đi quá nhanh và nói rằng họ cần nghỉ ngơi một thời gian. Đúng lúc đó Cass nói với cô rằng có ai đó đang ở trong phòng cô, Jen chạy vào và phát hiện ra mẹ cô đang đột nhập vào máy tính của cô. Một cuộc tranh cãi nổ ra về mối quan hệ tai hại của họ, nhưng mọi chuyện lắng xuống khi chủ đề về người cha đã mất của Jen xuất hiện. Cảm thấy tội lỗi, Jen yêu cầu Mary ở lại, trong khi đó, Cass cố gắng khiêu vũ với Kerry, người nhận thấy một bông hoa tàn trong túi của anh ấy bông hoa của cô ấy vẫn ổn điều này khiến anh nhận ra cass đã tua lại thời gian rất nhiều kerry trốn cùng gen vào bắt đầu ca ngợi cass và không biết rằng zizelot sẽ rời khỏi căn hộ mãi mãi gen nói với kerry về nước tăng lực vì vậy kerry vào phòng tắm đồ lon vào bồn cầu trong khi gen cử cass theo dõi cô khóc lóc kerry cuối cùng cũng chia tay anh và dù cass có tua lại bao nhiêu lần anh cũng không thể ngăn điều đó xảy ra quay lại với gen cô rất phấn khích khi lúc đề nghị đưa cô bay nhưng anh từ chối chạm vào cô trước mặt mọi người và đưa cô ra ngoài sau đó anh ấy bắt đầu phàn nàn về Zizelot và Jen nhận ra anh ấy chỉ ghen tị mà thôi. Cô bảo vệ Gizelot và nhận ra anh ta có ý nghĩa như thế nào đối với cô, vì vậy cô vứt bỏ lúc và quay trở lại bữa tiệc. Jen tuyệt vọng khi không tìm thấy Gizelot ở đâu và đi ra ngoài tìm kiếm anh ta, chạy theo một con mèo trên phố. Khi trời bắt đầu mưa, Jen xin lỗi con mèo và yêu cầu anh ta làm bạn trai của cô, chỉ để Gizelot xuất hiện phía sau cô. Sau khi cặp đôi trao nhau nụ hôn say đắm, họ trở về căn hộ và Jen giới thiệu Gizelot là bạn trai của cô. Mary giúp con gái mình quản lý phòng khám nhưng nó quá đắt đối với cô ấy, vì vậy Gordon đã can thiệp và đưa tiền nhờ bán dịch vụ của mình nên giờ anh ấy đã nạp tiền. Các cô gái ôm nhau ăn mừng và Gizelot ôm Gordon khiến anh ta bị ố quần. Sáng hôm sau, Gizelot đi đến cửa hàng tạp hóa và một cô gái chỉ vào anh và nói rằng anh là bố của cô ấy. Mẹ cô đánh rơi hàng tạp hóa khi nhận ra khuôn mặt của anh.